Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài xoắn 2 là hình chữ nhật, hình thoi ở trang 98-99 của quyển sách giáo khoa 8 lớp 6 bộ cánh diều nhé. Phần thứ nhất là phần hình chữ nhật nào. Ta sẽ đi nhận biết hình chữ nhật như sau. Đối với hình chữ nhật ABCD như hình 13. Ở hình 13 ở đây người ta cho vẽ cho các em một hình chữ nhật ABCD. Yêu cầu các em đếm số ô để chúng ta so sánh độ dài cạnh AB và CD. Như vậy chúng ta sẽ đếm số ô vuông này. Cạnh AB này có độ dài bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các em đếm cạnh CD thì cạnh CD cũng có độ dài bằng 6 ô vuông. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là độ dài cạnh AB bằng CD cùng bằng 6, cùng bằng độ dài của 6 ô vuông. Phải không nào? Độ dài của cặp cạnh đối là cạnh AD và BC thì các em sẽ đối đếm cái độ dài cạnh AD ứng với số ô vuông. Ta có AD 1, 2, 3 ô này. Bên này chúng ta có BC cũng có độ dài bằng 3 ô vuông. Như vậy các cặp cạnh đối ở đây nó có độ dài bằng nhau. Vậy câu A, các em sẽ trả lời cho cô độ dài. Câu A, độ dài cặp cạnh đối AB bằng CD cùng bằng 6 ô vuông, bằng độ dài của 6 ô vuông. Hoạt động số 1 đây. Ta có 1A là độ dài cặp cạnh đối AB thì bằng với lại CD cùng bằng độ dài của 6 ô vuông. Cùng bằng cái độ dài 6 ô vuông. Tiếp theo là cặp cạnh đối AD chúng ta có bằng BC. Cặp cạnh đối AD bằng BC cùng bằng độ dài của 3 ô vuông. Hai cái này nó cùng bằng độ dài bao vuông. Xong ý A. Xong ý B. Các em quan sát xem các cạnh đối AB và cạnh CD cũng như là cặp cạnh AD và BC của hình chữ nhật có song song với nhau hay không. Thì chúng ta có cặp cạnh đối là AB này song song với CD và cặp cạnh đối AD song song với BC. Xong ý B. Ta có cạnh AD thì song song với cạnh nào? Song song với AB. AD thì song song với lại là BC đúng không ạ? AD này thì song song với BC. Cạnh AD song song với cạnh BC. Cạnh AB thì song song với cạnh CD. Cạnh AB thì song song với cạnh BC. Xin lỗi các em, AB thì song song với CD. Như vậy chúng ta có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Cô nhắc lại, cạnh AD thì song song với cạnh BC, cạnh AB thì song song với cạnh CD. Tiếp tục sang ý C. Sử dụng thước thẳng có chia đơn vị để các em đo độ dài các đường chéo AC và BD của hình chữ nhật ABCD. Như vậy các em sẽ dùng thước để các em đo độ dài của hai đường chéo.
Đây, cô không có thước thẳng nhưng mà cô sẽ dùng cái eke này này để cô đo. Trên eke này nó cũng có chia độ dài. Như vậy, cô sẽ đo độ dài của cái đường chéo AD trước. À, xin lỗi kem, đường chéo BD trước. BD này. 10, 40 này, 41, 42, 43. 43 mm. 43 mm là độ dài của đường chéo BD. Rồi, tiếp theo kem đo cho cô độ dài của đường chéo AC. Cô tính theo đơn vị là mm nhé. Thì ở đây cứ 1 cm thì bằng 10 mm mà. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 cũng là bằng 43 mm. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? Độ dài đường chéo AC thì nó sẽ bằng với độ dài đường chéo BD cùng bằng 43 mm. Vậy câu C chúng ta sẽ trả lời như sau. Ý C nào. Ta có độ dài hai đường chéo nào đây? Hai đường chéo là đường chéo AC và đường chéo BD. AC này thì bằng với độ dài đường chéo BD cùng bằng 43 mm. Cô sử dụng đơn vị là mm nhé. Tiếp theo sang ý D. Nêu đặc điểm bốn góc ở đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D. Như vậy chúng ta có bốn góc này. Ta có bốn góc, góc A, góc B, góc C và góc D. Đây đều là bốn góc vuông. Đúng không ạ? Như vậy ta có góc A, góc B, góc C, góc D là bốn góc vuông. Đặc điểm trong hình vuông. Như vậy bốn góc A, B, C, D là bốn góc vuông. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái câu hỏi nhỏ số 1. Bạn nào chưa xong thì các em có thể dùng một chút để các em làm cho xong. Trong cái bài số 1 này thì chúng ta đã đo được cái chúng ta đã xác định được các cặp đối của các cặp cạnh đối của hình vuông. Trong hình vuông có hai cặp cạnh đối. Cặp cạnh đối thứ nhất đây là hai chiều dài bằng nhau. Cặp cạnh đối thứ hai là hai chiều rộng bằng nhau. Tiếp theo là chúng ta thấy là các cặp cạnh đối này song song với nhau. Đấy, hai chiều dài song song với nhau, hai chiều rộng song song với nhau. Tiếp theo nữa là chúng ta có các đường chéo của nó bằng nhau. Rồi, bốn cái góc của hình vuông là bốn góc và bốn góc của hình chữ nhật thì nó là bốn góc vuông. Bạn nào chưa xong, kem dừng lại làm cho xong nhé. Tiếp theo cô có cái phần nhận xét như sau. Đi sang phần nhận xét này, hình chữ nhật MNPQ chúng ta có hình chữ nhật như hình 14 ở đây. Chúng ta có các cặp cạnh đối. Chúng ta có các cạnh đối bằng nhau. Cạnh đối thứ nhất đó là cạnh đối MN thì nó sẽ bằng với cạnh đối PQ. Đây này. Cạnh đối đầu tiên, cặp cạnh đối đầu tiên là hai chiều dài bằng nhau. Rồi, tiếp theo là hai chiều rộng bằng nhau, tức là chúng ta có MQ bằng NP này. Đấy. Hai cạnh đối MN, chúng ta có MN và PQ thì song song với nhau. Tương tự chúng ta có gì? MQ và NP cũng song song với nhau. Rồi chúng ta có hai đường chéo là đường chéo MP và đường chéo NQ bằng nhau. Chúng ta có bốn đỉnh của hình chữ nhật thì đều là bốn góc vuông. Sang phần 2 là phần vẽ hình chữ nhật. Khi vẽ hình chữ nhật thì các em sẽ dùng eke để các em viết là để các em vẽ cái hình chữ nhật khi mà các em biết độ dài cạnh. Cụ thể dùng eke vẽ hình chữ nhật ABCD biết chúng ta biết được hai cạnh là cạnh AB bằng 6 cm và cạnh AD bằng 9 cm. Để vẽ được cái hình chữ nhật ABCD có độ dài hai cạnh bằng 6 và bằng 9 thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước thứ nhất, kem vẽ theo cạnh góc vuông này của một cái eke. Vẽ theo cạnh góc vuông của eke một đoạn AB bằng 6 cm. Như vậy đoạn này bằng 6 cm.
Sau đó, kem đặt đỉnh góc vuông của EK tại A. Một cạnh góc vuông của EK thì trùng với cạnh AB. Đấy, một cạnh góc vuông trùng với cạnh AB. Trên cái cạnh góc vuông còn lại của EK thì kem lấy điểm D sao cho AD bằng 9 cm. Đây, đặt này. Đỉnh của góc vuông, đỉnh góc vuông của EK trùng với điểm A, được chưa? Sao cho một cạnh góc vuông của EK thì đi qua trùng với AB. Trên cái cạnh góc vuông còn lại, kem lấy điểm D sao cho AD bằng 9 cm. Sau đó kem xoay cái EK theo chiều ngược lại. Xoay EK chiều ngược lại. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xoay sao cho gì? Một cạnh của gì? Một cạnh của cái EK này này. Sao cho cái góc vuông bây giờ thì của EK thì nó trùng với điểm B. Một cạnh của EK thì nó trùng với cạnh AB. Trên cái cạnh còn lại là cạnh góc vuông còn lại, kem lấy điểm C sao cho BC bằng 9 cm. Cái này thì người ta nói trong phần trình bày thì người ta chỉ nói là xoay EK rồi thực hiện tương tự như ở bước 2 để chúng ta tìm điểm C thôi. Và đến bước cuối cùng thì chúng ta nối C với D để chúng ta được cái hình chữ nhật. Cái bước thứ 3 này là chúng ta chỉ cần nói là xoay EK rồi thực hiện tương tự như bước 2. Tức là sao? Tức là chúng ta đặt cái gì? Cái góc vuông của EK này trùng với điểm B. Một cạnh góc vuông của EK thì trùng với cạnh AB. Trên cái cạnh góc vuông còn lại của cái EK thì em lấy cho cô điểm C sao cho BC bằng 9. Xác định điểm điểm C rồi, biết được điểm A, điểm B, điểm C thì em chỉ cần nối hai cái này với nhau này thì chúng ta được hình chữ nhật. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tương tự như vậy. Bằng bốn cái bước như vậy thì các em hãy dùng EK để các em vẽ cho cô một hình chữ nhật. Là chúng ta vẽ hình chữ nhật là EGHI, biết EG bằng 4 cm và EI bằng 3 cm, thì các em làm tương tự cho cô. Bước 1 này. Như vậy, chúng ta có cái câu hỏi số 1. Bước 1 là các em vẽ theo cạnh góc vuông của EK một đoạn EG bằng 4 cm. Vẽ theo một cạnh góc vuông, cô sẽ vẽ một đoạn bằng 4 cm nhé. Vẽ ra đây đi. Đây, vẽ theo một cạnh góc vuông của cái EK một đoạn bằng 4 cm. Đoạn EG. Như vậy, đây là EG. Sau khi các em vẽ được cái đoạn EG này thì các em sẽ chuyển sang bước 2. Bước 2 là các em đặt đỉnh của EK trùng với điểm E. Đỉnh góc vuông ấy. Đặt đỉnh góc vuông của EK trùng với điểm A. Trùng với điểm A. Và một cạnh góc vuông thì nó trùng với EG. Và một cạnh góc vuông của EK thì nó nằm trên EG. Trên cạnh góc vuông kia kem lấy cho cô trên cạnh góc vuông kia của EK
kem lấy cho cô điểm Y. Sao cho EI bằng 3 cm. Sao cho EI bằng 3 cm. Như vậy cái bước 2 này chúng ta làm như sau. Bước 1 này là các em vẽ một cái đoạn EG rồi đúng không? Bước 2 là các em đặt đỉnh góc vuông của EG trùng với điểm E. Cô đọc là điểm E, cô đang viết đây là điểm A đây. Trùng với điểm E. Đây là điểm E các em nhé. Đặt đỉnh góc vuông của EK trùng với điểm E. Như vậy, đây là đỉnh góc vuông này. Được chưa? Và một cạnh thì nó trùng với lại cái đoạn là một cạnh góc vuông thì nó trùng với EG. Trên cái cạnh góc vuông còn lại, cô dịch cho đến cái vị trí số 0 đi. Trên cạnh góc vuông còn lại thì cô lấy một cái điểm Y sao cho EI bằng 3 cm. Như vậy, đoạn này bằng 3 cm thì trong đây tí đúng không? Như vậy đây là Y, xác định được Y rồi. Tiếp theo là các em sẽ đi xoay EK rồi thực hiện tương tự bước 2 để các em tìm cho cô là cái điểm H sao cho GH bằng 3 cm. Xoay EK và thực hiện tương tự bước 2. Bước 3, đây, xoay EK rồi thực hiện tương tự bước 2. Thực hiện tương tự bước 2. Ta xác định được điểm gì? Điểm H sao cho GH bằng 3 cm. Đoạn này 4 này. Đoạn này 3 này. Xác định điểm H. Sao cho GH bằng 3 cm. Như vậy đến đây chúng ta thực hiện, người ta bảo là xoay EK. Xoay EK tức là sao? Bây giờ là cái tại cái đỉnh G này, kem đặt góc vuông tại đỉnh G này. Sao cho một cạnh góc vuông của EK thì trùng với cái đoạn EG. Nhưng mà vì đây nó bị lệch một chút như này nên cô hạ xuống một chút tại cái vách số 0 đây này. Hạ đều xuống. Như vậy ở đây cô sẽ xác định cái điểm H sao cho đoạn này bằng 3 cm. Vậy đây chính là vị trí của điểm H. Sau khi xác định được điểm H xong thì các em nối Y với H. Như vậy chúng ta sẽ được cái hình vuông là EGHI. Tiếp theo các em nối đoạn IH, vẽ đoạn IH. Bước cuối cùng, bước 4, bước 4 các bạn vẽ đoạn IH. Đấy, nó đạt IH. Như vậy sau khi mà các em nối IH thì chúng ta được gì? Chúng ta được cái hình chữ nhật là EGHI thôi.
Vậy là chúng ta đã vừa đi vẽ xong được cái hình chữ nhật EGHI. Bạn nào chưa xong thì các em dừng một chút để các em làm cho xong nhé. Bây giờ cô chuyển sang phần lý thuyết tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Cái này chúng ta đã học ở chương trình tiểu học rồi. Như vậy muốn tìm chu vi hình chữ nhật thì chu vi thì ký hiệu là chữ C, thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân với 2. Như vậy nó bằng 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài các em nhân với chiều rộng. Ở đây là chú ý là chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo rồi các em nhé, cùng một đơn vị đo. Tiếp theo sang phần hình thoi. Cái hình 15 này là hình thoi các em. Với hình thoi ABCD ở hình 15 thì chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động sau. Yêu cầu các em sử dụng thước thẳng có đơn vị chia độ, có chia đơn vị để chúng ta đo độ dài các cạnh của hình thoi ABCD. Như vậy các em sẽ dùng thước để các em đo độ dài các cái cạnh ABCD. Đây cô đo như thế này. Thì độ dài của cạnh AB này là bằng 31 mm. Độ dài của cạnh AD này cũng bằng 31 mm. Cô sử dụng đơn vị là mm nhé. CD cũng bằng 31 mm. Kem đo tương tự chúng ta cũng có BC bằng 31 mm. Như vậy chúng ta có câu trả lời đầu tiên. Ở hoạt động số 3, bài 3A, đo độ dài thì chúng ta có là cạnh độ dài AB thì bằng với BC bằng độ dài của CD bằng độ dài của DA cùng bằng 31 đơn vị mm. Sang ý B, quan sát xem các cạnh đối AB và CD, AD và BC có song song với nhau hay không. Như vậy chúng ta thấy cạnh AB này song song với cạnh gì? Cạnh CD đúng không nào? Cạnh AD thì song song với cạnh gì? BC. Như vậy câu B, ta có các cạnh đối là AB này thì nó song song với CD, AD song song với BC. Tiếp theo nữa, nêu đặc điểm các góc ở đỉnh O. Như vậy chúng ta có các góc đỉnh O đây. Đỉnh O là đỉnh này này. Chúng ta có các góc đây. Góc này là 1, góc này là 2, góc này là 3. Như vậy hai đường chéo nó cắt nhau. Hai đường chéo này nó cắt nhau và tạo thành 4 góc O. Đây là góc thứ nhất này, là góc BOC này. Góc thứ hai là COD này. Góc thứ ba là AOB này và góc cuối cùng là AOD. 4 góc này đều là 4 góc vuông. Đặc điểm 4 góc ở đỉnh O là 4 góc vuông. Câu C, ta có 4 góc ở đỉnh O đều là 4 góc vuông. Như vậy nó là 4 góc vuông. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái các cái câu hỏi ở phần hoạt động 3. Bạn nào chưa xong thì các em có thể dùng một chút để các em xem kỹ hơn ở phần này. Cô sang phần lý thuyết tiếp theo như sau. Các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì các em hãy dừng ra một chút, bỏ ra một chút thời gian
Nào các bạn hãy quay xuống phía dưới. Các em hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh khi cô up lên nhé. Và việc nhấn đăng ký kênh và bấm chuông là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Chúng ta có quay lại với phần bài học của chúng ta là chúng ta có cái phần nhận xét. Chúng ta có hình thoi ABCD ở hình 16 ở đây. Bốn cái cạnh của hình thoi. Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau. Cạnh AB bằng BC bằng CD và bằng cạnh DA. Thứ hai là hình thoi thì có các cặp cạnh đối song song, tức là AB thì song song với CD, cạnh AD thì song song với cạnh BC. Và cuối cùng là trong hình thoi thì hai đường chéo nó vuông góc với nhau để tạo thành bốn góc vuông. Đây. Tạo thành bốn góc vuông thứ nhất này, góc vuông thứ hai này, góc vuông thứ ba và góc vuông thứ tư ở đây. Chúng ta sang phần vẽ hình thoi. Xem thử vẽ hình thoi này nó có khác gì với vẽ hình chữ nhật không nhá. Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài của một cạnh và độ dài của một đường chéo. Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD, biết cái này là cạnh AB này. Biết AB là đây là cạnh và AC là đường chéo đúng không? Thì để vẽ hình thoi chúng ta làm như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ đi vẽ đường chéo trước. Các em dùng thước có đoạn thẳng bằng 8 cm này. Các em vẽ cho cô một cái đoạn thẳng bằng 8 cm, tức là các em sẽ đi vẽ đường chéo trước. Sau đó các em dùng compa vẽ cái đường tròn tâm A bán kính 5 cm. Các em vẽ cho cô một phần đường tròn tâm A này. Bán kính thì nó đúng bằng độ dài của cái cạnh của hình thoi tâm A. Sau đó các em cũng vẽ đường tròn tâm C. Các em vẽ cho cô dùng compa này vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính cũng là 5 cm. Hai phần đường tròn này cắt nhau tại hai điểm. Đây các em sẽ vẽ đường tròn tâm A nhá, bán kính 5 cm này. Vẽ một phần đường tròn tâm là C bán kính cũng là 5 cm. Hai cái phần đường tròn này cắt nhau ở đâu? Thì đấy chính là hai điểm B và điểm D. Rồi, các em nối các cái điểm A với B, B với C, D với A và D với C thì chúng ta sẽ được cái hình thoi ABCD. Vì sao nó là hình thoi? Bởi vì này, chúng ta có các cạnh này, cạnh AB này, cái này nhá, điểm B này, điểm B và điểm D nằm trên cái cung tròn này đúng không? Như vậy thì nó cách cái điểm A này một đoạn đúng bằng bán kính, như vậy cách A bằng 5 cm. Như vậy chúng ta có cạnh là AB thì bằng cạnh AD bằng 5 cm. Tương tự, điểm B và điểm D lại nằm trên cái cung tròn tâm C này. Như vậy nó cách C một khoảng đúng bằng bán kính. Bán kính chúng ta là bằng 5, như vậy đoạn này bằng đoạn này cũng bằng 5. Như vậy cái hình này có bốn cạnh bằng nhau thì nó là hình thoi. Thế thôi. Tương tự như vậy thì bây giờ các em sẽ vẽ dùng thước và compa, các em vẽ cho cô hình thoi. Cái hình thoi là MNPQ, biết cạnh bằng 6 và đường chéo là bằng 10. Các em làm tương tự cho cô như sau. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng thước và eke và compa để chúng ta vẽ nhá. Các em cũng đi vẽ các bước ở đây. Cô sẽ vẽ sang đây một chút. Cô có câu hỏi nhỏ số 2. Vẽ cho cô, trước tiên các em vẽ cho cô cái ở đây người ta làm bằng 10 cm. 10 cm thì hơi hơi dài đấy, hơi lớn đấy. Sáu. Chắc là chúng ta sẽ vẽ vẽ sang đây. Cho nhiễu mày nó có đủ giấy hay không, đúng không? Như vậy chúng ta có phần 2 ở đây đi. Trước tiên các em vẽ cho cô dùng thước vẽ đoạn thẳng MP bằng 10 cm, tức là chúng ta vẽ cái đường chéo trước. Bước 1. Để cô xem thử cái 6 cm nó có nó phải cắt nhau ở vị trí nào cơ.
Không có là nó mình lại vẽ quá thì nó lại không cắt nhau đâu. Như vậy chúng ta sẽ có đây là 10 cm này. Cô vẽ hình trước sau đó cô nêu cách vẽ sau nha. Chúng ta có vẽ đầu tiên kem vẽ cho cô đoạn MN bằng 10 cm. Sau đó kem mở compa ra. Mở compa một đoạn bán kính bằng 6 cm bởi vì là cạnh ở đây bằng 6 cm. Thì em sẽ vẽ bán kính 6 cm. Đây. Như vậy chúng ta có cái này bằng 6 cm. Tiếp theo các em sẽ vẽ cho cô một phần của đường tròn có bán kính đặt tâm ở M. Các em vẽ cho cô một phần của đường tròn bán kính 6 cm. Mở cái đường tròn ra bán kính 6 cm ra. Các em vẽ kéo dài từ trên xuống như này này. Được chưa? Sau đó vẫn giữ nguyên cái compa này, vẫn giữ nguyên compa này, các em đặt tâm ở N. Các em cũng vẽ cho cô một phần đường tròn. Và hai cái phần đường tròn này nó cắt nhau tại hai điểm. Hai điểm đấy tức là hai điểm N. Hai điểm đấy chính là hai điểm, xin lỗi các em, đây là chúng ta vẽ cái gì nhỉ? Chúng ta vẽ cái đường chéo trước, đường chéo này là đường chéo MP nhé. MP. Không phải MN đâu. Xin lỗi. MP. Như vậy cắt nhau tại hai điểm thì nó chính là hai điểm còn lại thôi. Chúng ta có cái hình này là hình có 4 điểm đúng không ạ? MNPQ. Chúng ta có M và P rồi thì ở đây các em sẽ đặt cho cô cắt nhau tại N và Q. Rồi các em đi nối 4 điểm này với nhau. Chúng ta nối vẽ QM này. Các bạn nối Q với M này. Q với P này. Đấy, nối N với M này. Và N với P. Thì chúng ta sẽ được hình thoi thôi. Đấy. Vậy thì bây giờ cô sẽ nêu các bước. Bước 1. Bước 1, các em vẽ cho cô. Vẽ đoạn thẳng MP bằng 10 cm. Bước 1. Cái đoạn MP này chính là đường chéo đấy. Dùng thước. Các em vẽ cho cô đoạn thẳng MP bằng 10 cm. Bước 2. Kem mở compa ra, dùng compa vẽ cho cô một phần đường tròn tâm M, bán kính là cái cạnh của
ở cái hình thoi này, tức là bán kính 6 cm. Dùng compa vẽ một phần đường tròn. Tâm M. Bán kính. Bán kính ở đây là bán kính 6 cm. Bước tiếp theo sang bước 3. Kem cũng dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6 cm. Vẽ một phần đường tròn tâm P. Bán kính 6 cm. Hai phần đường tròn tâm M và tâm P cắt nhau tại hai điểm là điểm N và điểm Q. Hai phần đường tròn trên hai phần đường tròn trên cắt nhau tại hai điểm, đó là điểm N và điểm Q. Sang bước tiếp theo là vẽ các đoạn thẳng. Bước 4. Kem vẽ cho cô các đoạn thẳng M, MQ này, QP này, PN này và NM. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái hình thoi MNPQ. Cái thao tác thì lúc nãy cô hướng dẫn cho kem ở phía trên này rồi nhá. Cô hướng dẫn phía trên, trước tiên kem vẽ cho cô một cái đoạn bằng 10 cm. Sau đó kem mở cái con ta ra, đặt tâm ở M này, đặt tâm ở M, bán kính bằng 6 cm, kem xoay này. Đặt tâm ở M này, bán kính bằng 6 cm, kem xoay một cái này. Được chưa? Sau đó giữ nguyên cái con ta này, đặt tâm ở P. Giữ nguyên tức là độ dài của nó, bán kính vẫn bằng 6 đấy. Kem xoay tiếp này. Được cung tròn thứ hai này, hai cung tròn này cắt nhau tại P và tại Q và N này. Kem nối bốn điểm này với nhau, chúng ta được hình thoi thôi. Đây là thao tác phía trên, còn cái phần trình bày thì cô vừa trình bày cho các em ở đây. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng lại. Bây giờ cô chuyển sang phần tiếp theo. Sang phần tiếp theo như sau. Chúng ta sẽ nói qua về cái phần chu vi và diện tích của hình thoi nhé. Với hình thoi ABCD có độ dài là A, độ dài cạnh là A, độ dài đường chéo AB và AC và BD lần lượt là M và N như hình 17. Ta có hình 17 này. Chúng ta có một cái hình thoi ABCD có độ dài cạnh, các cạnh này đều có độ dài là bằng A. Được chưa? Độ dài của đường chéo AC thì là M. Độ dài của đường chéo BD là điểm N, là N nhỏ. Cắt hình thoi ABCD thành hai cái tam giác. Bây giờ người ta dùng kéo, người ta cắt theo cái đường AC này thì chia thành hai tam giác là tam giác ABC và tam giác là ADC. Các bạn đã nhìn ra chưa? Cắt này, cắt ở giữa này, cắt một đường ở giữa để chúng ta chia thành tam giác ABC và tam giác ADC. Sau đó người ta cắt tiếp cái tam giác là tam giác ABC. Bây giờ cái tam giác trên này, cái tam giác lớn ở phía trên này,
Đây, cái hình thoi này. Bây giờ cắt theo một cái đường ở giữa để chia thành hai tam giác, một tam giác ở phía trên và một tam giác ở phía dưới. Bây giờ cái tam giác trên này người ta lại cắt theo cái đường OB này. Để chúng ta được cái tam giác là AOB và tam giác BOC. Đấy. Sau khi cắt, còn cái tam giác dưới chúng ta giữ nguyên. Sau khi cắt ra như thế này thì người ta lấy hai cái mảnh này, người ta ghép với cái tam giác là gì? Người ta ghép với cái tam giác là ADC. Lấy hai mảnh này ghép với cái tam giác ADC. Đây là tam giác ADC đúng không? Người ta lấy hai mảnh của cái tam giác phía trên ghép vào thì chúng ta được hình chữ nhật. Hình chữ nhật như này. Nhận được hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có độ dài AC, độ dài của cạnh AC này thì chính bằng M này, độ dài của cạnh CE chính là bằng 1/2 của N. So sánh diện tích của hình thoi ABCD và diện tích của hình chữ nhật ta vừa tạo là bước 3. Như vậy, cái hình thoi, đây là hình thoi ban đầu. Sau khi cắt và ghép thì chúng ta được hình chữ nhật này. Như vậy, diện tích của hình thoi này nó chính là diện tích của hình chữ nhật này, đúng không? Bởi vì thực ra cũng là cái hình này thôi, nhưng mà người ta cắt ra và người ta ghép để nó tạo thành hình chữ nhật mà. Vậy chúng ta sẽ có ở đây là các em đi so sánh thì chúng ta sẽ có là gì? Diện tích hình thoi ABCD bằng với diện tích của hình chữ nhật là gì? ACEG. Như vậy, chúng ta có một cái nhận xét ở đây. Nhận xét ở cái phần hoạt động 5 này, chúng ta có nhận xét ở bước 4 là diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích của hình chữ nhật ACEG. Vậy chúng ta có nhận xét như sau. Đây nhá, ở trong cái phần hoạt động số 5, sau khi cắt ghép xong thì người ta hỏi các em so sánh diện tích, thì cô có là diện tích của hình thoi ABCD thì nó sẽ bằng với diện tích hình chữ nhật ACEG bằng với diện tích hình chữ nhật nào? ACEG. Cái hình chữ nhật này nó tạo ra ở bước 3, hình chữ nhật này tạo ra ở bước 3. Xong phần nhận xét. Như vậy, với hình thoi có độ dài cạnh là bằng A và độ dài đường chéo là M và N, muốn tìm chu vi. Chu vi tức là tổng các cạnh, mỗi cạnh của nó có độ dài là A. Như vậy chu vi hình thoi có 4 cạnh bằng nhau thì lấy A nhân với 4. Diện tích của hình thoi thì bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là M và chiều rộng là 1/2N. Như vậy thì lấy chiều dài nhân với chiều rộng, tức là lấy M nhân 1/2N tức bằng 1/2 của M nhân N. Như vậy chúng ta có diện tích của hình thoi này thì bằng 1/2 tích của độ dài hai đường chéo. Các bạn chú ý nhé. Chu vi hình thoi thì lấy một cạnh của hình thoi nhân 4. Diện tích của hình thoi bằng 1/2 tích của hai đường chéo. Chúng ta có cái phần ví dụ 3. Ví dụ 3 như sau, trên tường của phòng khách thì có treo một chiếc gương nó dạng hình thoi như hình 18 ở đây. Tính diện tích của chiếc gương đó, biết mỗi ô vuông có cạnh là bằng 2 dm. Như vậy, hình thoi, muốn tính diện tích của hình thoi thì các em lấy 1/2 tích hai đường chéo. Cứ một ô vuông này có diện tích là bằng 2 dm. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái đường chéo thứ nhất 2, 4, 6, 8. Hoặc là các em đếm có 1, 2, 3, 4 ô vuông. 4 ô vuông mà mỗi ô vuông là 2 dm. Như vậy các em lấy 4 x 2 bằng 8. Như vậy độ chéo dài đường chéo thứ nhất là bằng 8 dm. Độ dài đường chéo thứ hai, các em đếm có mấy ô vuông? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 ô vuông mà mỗi ô vuông là dài 2 dm. Như vậy các em lấy 6 x 2 bằng 12. Như thế thì độ dài hai đường chéo ở đây là bằng 8 và 12 dm. Muốn tìm diện tích thì các em sẽ lấy 1/2, một nửa tích của hai đường chéo này. Như vậy các em lấy 1/2 của 12 các em nhân với 8 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 48 dm vuông. Các bạn biết cách làm chưa? Đấy, vì đây là diện tích hình thoi, có độ dài hai đường chéo là độ dài đường chéo này này bằng 12, độ dài đường chéo này bằng 8. Mà muốn tìm diện tích hình thoi thì các em lấy 1/2 tích của hai đường chéo. Như vậy lấy 1/2 của 12 x 8 bằng 48 dm.
Sang cái câu hỏi nhỏ số 3. Bác Hưng uốn một dây thép hình móc treo đồ có dạng là hình thoi với độ dài của cạnh là bằng 30 cm. Bác Hưng cần bao nhiêu cm dây để chúng ta làm cái móc treo đó? Như vậy là ở đây là muốn tìm cái độ dài của cái đoạn dây này chính là đi tìm chu vi đấy, đúng không? Đấy, tức là muốn ví dụ như cái hình này đây, chúng ta cần đi uốn cái hình này. Uốn cái hình này thì có phải là chúng ta phải có một cái đoạn dây phải nối từ đây lên đây này, xong rồi lại uốn xuống đây này, xong uốn xuống đây, đúng không? Như vậy độ dài đoạn dây đó nó chính bằng cái đoạn này này cộng đoạn này cộng đoạn này cộng đoạn này, đúng chưa? Như vậy thì có phải là cái độ dài đoạn dây đấy chính là chu vi không? Đấy, như vậy thì độ dài của đoạn dây cần để làm móc keo thì nó bằng chu vi, tức là bốn cạnh cộng với nhau, tức là mà bốn cạnh này đều bằng 30 cm. Trong hình thoi thì cả bốn cạnh đều bằng nhau mà. Như vậy các em lấy 30 x 4 thì bằng 120 cm. Bác Hưng cần số cm dây để làm móc keo là 3. Cái số cm của cái dây thép này chính bằng chu vi của hình thoi. Như vậy các em sẽ lấy cho cô 30. Các em đi nhân với 4. Cần 120 cm. Đáp số. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa đi xong được lý thuyết của bài hình chữ nhật và hình thoi. Các bạn chú ý cho cô, trong hình chữ nhật muốn tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy tổng chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng. Muốn tìm chu vi hình thoi thì các em lấy một cạnh nhân với 4. Muốn tìm diện tích hình thoi thì các em lấy 1/2 tích của hai đường chéo. Các bạn về làm cho cô toàn bộ các bài tập ở trong phần bài tập nhé. Cô sẽ ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em phần bài tập. Để ủng hộ cho cô cũng như để tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.